Vâng, xin chào quý vị các bạn, chào mừng các bạn đã đến với PC Gaming. Xin giới thiệu các bạn, đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó là những chiếc cạc hình hay còn gọi là VGA. Thì đây là một cái clip mà mình đã muốn làm rất là lâu, bởi vì các bạn cũng đã yêu cầu mình rất là nhiều. Đó là việc chúng ta sẽ chọn một cái VGA hay là cái cạc hình như nào phù hợp với cái cây PC game của chúng ta. Thì phù hợp ở đây chúng ta sẽ xét trên 3 tiêu chí, đó chính là về giá thành, hiệu năng và cũng như là nhu cầu sử dụng. Thì mình xin giới thiệu với các bạn, đây là những cái cạc hình mà nó phổ biến nhất. Và hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói về cạc hình của Nvidia. Còn AMD chúng ta sẽ dành cho một cái clip khác. Và nữa là chúng ta sẽ không nói đến các cái thông tin, ví dụ như là nhân CUDA hay là tỷ số F-SUM hay là xung nhịp hay cái gì đó, bởi vì những cái thông tin đấy thì các bạn có thể tra trên Google rất đơn giản. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói đến các cái hiệu năng thực tế và những cái clip mà mình đã dựng cho các bạn để kiểm nghiệm thực tế trong thời gian qua nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ chỉ đi đánh giá với những cái cạc phổ thông thôi, còn những cái cạc phân khúc cao cấp thì chúng ta có thể tham khảo ở những cái clip khác, bởi vì những cái đấy thì mọi người đã làm rất nhiều rồi. Chúng ta sẽ đi đến những cái mà đại đa số người dùng có thể mua được và sử dụng được, chứ bởi vì tiêu chí của chúng ta là phải rẻ và phù hợp nhất với những người có điều kiện kinh tế nó eo hẹp các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ kể đến MSI này. Con này chính là con 750T mà mình đã làm cái clip cho bạn Phương ấy. Các bạn có thể xem qua cái clip của bạn Phương ở đây để các bạn có thể hiểu thêm một cái hiệu năng của con 750T này. 750T OC 2GB các bạn nhé. Thì con này với mình ở cái thời điểm hiện tại là nó khá phù hợp với đại đa số người dùng, bởi vì cái giá thành của nó rất là rẻ, nó chỉ rơi vào tầm từ 1,3 triệu đến 1,5 triệu, tùy độ mới và tùy hãng và tùy người bán. Tuy cái giá thành của nó rất rẻ như thế nhưng nó đã đáp ứng được hầu như hết các cái game hiện tại đang rất là hot, ví dụ như BOG, FIFA Online 4, GTA 5, Road và LOL. Thì đương nhiên là cái cạc này dư sức cân được. Tất nhiên là nó cũng sẽ không cân được ở cái mức setting cao. Tuy nhiên nó sẽ cân ở cái mức setting thấp và rất thấp hoặc trung bình, đủ để chúng ta có thể trải nghiệm được cái game ấy một cách chân thực và hiệu quả nhất mà cái cạc đem lại. Tất nhiên là về chất lượng hình ảnh thì nó cũng rất là đẹp. Tuy nhiên thì về lâu dài thì có thể ở các game khi các game nó nâng cấp hơn thì con 750T này sẽ có thể hơi bị đuối. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì nó cũng đang phục vụ rất tốt cho tất cả các cái game hiện tại các bạn nhé. Nên là con này thì mình sẽ vote cho nó một cái phiếu dành cho những người không có tiền, để có thể trải nghiệm được hết các game một cách thoải mái ở mức độ cho phép. Đó chính là con đầu tiên, là con 750T. Tiếp theo là một con nữa mà mình đánh giá rất cao trong phân khúc hàng rẻ tiền, đó chính là con 960 này. Thì con 960 này hôm trước mình có làm cái clip cho cái bạn gái ở trên kênh của mình với cấu hình là con G4560 ấy, mình đọc nhầm thành 9600 ấy, các bạn chửi mình ke tua. Hôm nay mình làm hơi vội, mình đọc hơi nhầm. Thì cái con này thì giá thành của nó rất là rẻ, nó rơi vào từ 2,3 triệu đến 2,8 triệu tùy độ mới của cạc các bạn nhé, tùy độ mới của cạc và tùy người bán. Thì tuy giá thành của nó rất là rẻ như thế nhưng cái hiệu năng nó đem lại thì tuyệt vời. Các bạn có thể có mức setting rất cao, ví dụ như là Medium 2 hay là Ultra như mình test trong cái clip với bạn Quân ở Bắc Linh ấy. Thì cái clip với mình đã test với BOBG ở mức setting là Ultra và ổn định ở mức khoảng 30 fps. Các bạn có thể setting Medium để chạy rất là tốt. Thì con 960 này ấy, nó sẽ phù hợp với bạn nào dám chơi đồ cũ, bởi vì con này hàng mà còn bảo hành nó hiếm lắm, nó hầu hết là còn hết bảo hành mất rồi, nên là các bạn sẽ phải xác định là chơi đồ cũ thì có rủi ro, thì hãy chọn con này các bạn nhé. Có nhược điểm của con này thì cái nhược điểm chính của nó là nó khá là nóng và tương đối là ồn ào. Nhiệt độ con này nếu mà chơi BOBG thì nó phải rơi tầm khoảng 80 độ, nên các bạn có thể độ thêm cái quạt này hoặc là thay cái bật nhiệt khác để cho cái nhiệt độ nó mát hơn. Tuy nhiên hiệu năng của nó đem lại thì các bạn khỏi phải nghĩ rồi. Tiếp theo đó chính là một con cạc mà dành cho các bạn nào sợ đồ cũ, đó chính là con 1050T của mình ở đây, ví dụ con Asus Gaming Strix này.
Thì con này về hiệu lăng thì nó sẽ nhỉnh hơn so với con 960 là một chút, với cái cấu hình thực tế mà mình đã lắp cho bạn Khải. Các bạn có thể tham khảo qua cái clip ở đây. Thì cái con này nếu như các bạn mua mới nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 5 triệu. Thì với giá thành như vậy thì không phải bạn nào cũng có đủ khả năng để có thể chi trả. 5 triệu là các bạn có thể mua được cái cấu hình của bạn Phương với con 750T, có thể trải nghiệm được game một cách tương đối tốt BOBG nha các bạn nha. Thế đâm là cái con này mình không đánh giá cao lắm, bởi vì cái hiệu lăng của nó không nhiều. Nó chỉ được một cái, đó là hàng mới, và tiết kiệm điện hơn, mát hơn, yên lặng hơn. Tất nhiên rồi, đổi lại tất cả những cái đó thì giá thành nó đắt hơn rất là nhiều so với con 960 này. Nó đắt gần gấp đôi. Thế nên mà nếu như các bạn nào đã có điều kiện thì các bạn tốt nhất nên hẳn đầu tư hẳn một con 1060. Con đấy thì hiệu lăng nó hơn hẳn con này. Con đấy nếu như mà lắp với cấu hình phù hợp thì các bạn có thể setting ở mức Ultra với cho BOVG và setting FPS tầm khoảng 60, lấy ra con 1060. Thế nên là nếu như các bạn muốn thật sự có hiệu lăng và có điều kiện về kinh tế thì các bạn nên chọn con 1060 thay vì chọn một con 1050T như này. Con này chỉ được cái mới, các bạn mình nhắc lại nhé, là con này mới, tiêu thụ điện năng ít hơn, chạy êm ái hơn, nhưng hiệu lăng thì chỉ hơn được con 960 này tầm khoảng 10 điểm FPS thôi các bạn nhé. Đó, trong cái dòng 1050T này còn một con 1050T không một fan, hay gọi là một quạt ấy, thì con đấy nó sẽ khác con này ở chỗ là nó sẽ không có cái phần OC ở đây các bạn này. Thường là không có phần OC. Đó. Và hiệu lăng của nó thì nó chỉ thấp hơn con này 1 tỷ thôi. Và giá thành nó cũng rẻ hơn kha khá. Nên nếu như các bạn nào mà vẫn muốn dùng đồ mới mà muốn rẻ hơn thì các bạn nên chọn 1050T một quạt. Còn nếu mà như các bạn mà muốn chọn một con tương đương với con 750T này mà mới thì các bạn nên chọn một con 1050 thường, không phải ti, thì giá cũng tương đối rẻ. Nếu mà các bạn mua cũ thì tầm khoảng hơn 2 triệu. Đây là toàn bộ những cái con cạp mà nó phổ biến, có nghĩa là các bạn có thể mua được một cách dễ dàng. Chứ còn trong con dòng không, trong cái dòng 750T này nó còn 770 và 780T. Tuy nhiên những con đấy thì các bạn tìm nó sẽ rất là khó và giá thành của nó cũng không ngoài rẻ. Hay như con 960 này cũng thế, nó sẽ có con 980 và con 970. Thì hiệu lăng nó sẽ nhỉnh hơn con 960 này một chút. Nhưng mà các bạn cũng rất khó tìm, bởi vì những con đấy số lượng bán ra nó cũng ít, nên nó không có nhiều trên thị trường để các bạn có thể mua được. Còn một con nữa đó chính là con 950, cái hiệu lăng nó thấp hơn con 960 này một chút. Và nó cũng dễ kiếm như con 960 này, thì các bạn có thể chọn con 950 được các bạn nhé. Đây là những cái phân khúc trung bình đến cao của những người ít tiền. Còn nếu như các bạn mà ít tiền nữa thì các bạn có thể chọn con 740. 740 này. 740 OC này các bạn nhé. Thì cái con này chính là cái con nằm trong cái clip 1 triệu 9 mình đã từng làm về cái để các bạn chơi BOVG ấy. Thì tất nhiên nó vẫn chơi được BOVG, nhưng cái setting của nó không được cao và cái chất lượng hình ảnh nó không được đẹp thôi. Nhưng nó vẫn giúp các bạn trải nghiệm được game, để các bạn có thể chơi game mà trong khi điều kiện kinh tế của mình chưa cho phép. Thì đấy chính là con 740 này. Tiếp theo chính là con 630. Con 630 này thì con dành cho những người thật sự không có tiền mà vẫn muốn chơi game. Thì con này sẽ đáp ứng được cả cái game ví dụ như GTA 5 và Rush, hay là OL, nó vẫn có thể chơi tốt trên con này các bạn nhé. Tất nhiên là để chơi tốt những cái tựa game như vậy thì ngoài cả hình ra các bạn cần chip và RAM tương ứng nữa, chứ không phải chỉ có mỗi cái cả hình. Ví dụ như bây giờ con 1050T này chẳng hạn, mà các bạn lại lắp vào cái main H61, xong lại chip G thì chỉ phí tổ phí cái cạc thôi, chứ không thể làm mà chạy hiệu lăng nó cao được. Nên các bạn phải lưu ý nhé, mọi thứ đều phải đồng bộ thì nó mới phát huy tốt cái hiệu lăng của tất cả các thiết bị. Và theo như kinh nghiệm của mình thì các bạn nên bôi chip cao hơn cạc đồ họa thì cạc đồ họa sẽ hoạt động tốt nhất các bạn nhé. Tiếp theo là vấn đề khi chúng ta đi mua cạc thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì. Thì mình xin nhắc các bạn hai điều thôi. Điều thứ nhất là các bạn phải chú ý cho mình cái phần lưng của cái cạc màn hình này. Khi mua cạc ấy, thì cái phần lưng mà đang ở giữa của bốn con ốc ấy, thì đây chính là con GPU nằm ở chỗ này.
nếu như cái phần lưng này mà màu nó bị ố ấy, hoặc là nó khác màu với phần còn lại của cái cạc ấy, thì tốt nhất là các bạn không nên mua, bởi vì con cạc cái nó đã hoạt động rất là nhiều rồi thì cái tuổi thọ của nó sẽ kém đi rất là nhiều, nên tốt nhất là các bạn không nên mua. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi mà con cạc ấy, mà con gói BBU làm dưới cái loại nhiệt này mà nó hỏng ấy, thì ở Việt Nam mình không sửa được các bạn nhé. Việt Nam mình chỉ sửa được những cái con tụ nhỏ nhỏ ở đây, hay là những cái con bán dẫn nằm phía dưới này thôi. Nên các bạn có thể yên tâm ở cái mức là nếu như người ta thay một vài con như này thì nó sẽ vẫn chạy được. Còn các bạn muốn kiểm tra chuẩn nữa thì các bạn cứ việc lắp con cạc này vào và để mức setting cao nhất và chơi trò game nặng nhất, kéo liên tục cho mình trong vòng 3-4 ngày, thì không con cạc nào mà không ngon mà chịu được. Đó, con nào mà lỗi cái nó sẽ lỗi ngay, nó không thể nào mà chịu được trong vòng tầm 3-4 ngày nếu như các bạn kéo max setting và những cái game nặng nhất để nó hoạt động là nó sẽ lỗi ngay. Thì đây là trên đây là toàn bộ những điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi mua cạc như nào cho nó phù hợp với cái nhu cầu cũng như điều kiện kinh tế và cái hiệu năng sử dụng của mình, hiệu năng sử dụng mà các bạn mong muốn. Trên đây là toàn bộ những cái lưu ý mà các bạn khi mua cạc màn hình như nào cho nó phù hợp với điều kiện kinh tế, nhu cầu sử dụng cũng như hiệu năng hoạt động của từng cái cạc. Thì đây là những cái kinh nghiệm thực tế khi mình bôi các cái cây cho các bạn ở trên kênh của mình, cũng như kinh nghiệm mà mình đã làm ở ngoài thực tế. Nó không phải là kiến thức của khách giáo khoa, nên là các bạn nếu như thấy có gì đó sai sót chưa chuẩn xác thì các bạn cho mình xin ý kiến ở phần comment bên dưới. Rồi, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.